kiểu như là mình đang lướt Facebook ấy, thì chúng ta thấy là có một cái thông báo về Cherry Magic đã có official trailer, thì chúng ta sẽ xem luôn nha. 32 phút trước các bạn ạ. Ok, nó đúng lúc tôi thì mình phải chúng ta phải xem luôn ngay, tại vì là chúng ta phải gặp mặt bọn nó luôn Chị ngay, và đi bây làm lương tử giờ nó chúng phải ta bà vẫn phải yeah. chốt nó Ok. thành lúc 30 lên nó lo ở pin nhé. Sai không? Tôi Ok. cũng sẽ làm thêm lúc 30 giờ. 30 đại là tốt đẹp rồi. What? Bạn đã có nhiều điều học được rồi. Có một bà khi đủ hơn 30 rồi, có một bé ngoài như kia nhận mình tưởng sếp người tượng Nhật sẽ nha. tăng trời là đi nè nè. Giờ đây ở đây có làm hiện bang nó dùng. Hả? Oh Hiền nhé, tập đi mùng You got some magic. Mình đã chắc được. Bé đã bắt đầu nghe được suy nghĩ của người khác. 30 tuổi vẫn còn trinh. Ủa, new sinh mà. They fucking da one. Ôi ชิปเลนท้ายหน่อยไหมโอ้ยถ้าเพื่อนไม่อยากมีปัญหาเลยนะก็อย่าทำตัวให้ความหวังเขารักษาระยะห่างไว้ให้เขารู้สึกว่ามันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันอะกาลันล่ะคะชอบอะไรอ่ะโอ้ยออฟฟิศเป็นสินค้าที่เพิ่งส่งมาเนี่ยติงอยู่บ้านฝั่งนะครับพี่ตัวตัวตัวแบงค์เนี่ยขอสั่งให้เบอร์สองกับเบอร์สี่จูบกันจูบเลยจูบเลยจูบเลยcũng có nhiều 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 cái background ấy của Nhật nha. Nói ngay. Ôi ôi ngay là tài. Ôi bầu phim này đẹp nha các bạn, nó cứ cũng hơi hơi Nhật Nhật đấy. Ôi trời ơi quỷ bạ thằng thi chật thầm bên mê hay khoang quả ôi tại mắn cứ đàn pha mà thằng tùng đi chân đai chóng mặt chóng mặt còn tuổi đấy cơ hả vừa là dùng cây cả lần mình cảm thấy thật nhỏ bé khi bên cạnh cả lần จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบที่จะจูบกันหรอกนะรู้ตัวใช่ไหมว่าหมายความว่าไงอ่ะจะมาเทศกาลบุญเกิดสรุปว่ามีคนมาแอบชอบเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยชอบเขาหรือเปล่าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าLâu lắm chúng ta mới có một bộ. À phải lâu lắm. Nhưng mà nó kiểu tình yêu văn phòng ấy. À cặp tương lai này. Văn phòng đúng nghĩa. Đúng độ tuổi của các bé luôn nhỉ. Tầm ba mấy tuổi. God. Ôi sao. Mình sẽ không. Oh my god các bạn. Ôi. Ui, baby born. Mọi người tiếp tục ăn đi nhở. Ôi cưng quá cưng. Every Saturday. Oh yeah, every Saturday mùng 9 tháng 11. Tức là thứ bảy tuần sau hay tuần này vậy? Tuần sau đúng không? Nhưng ý là chúng ta Oh my god, các bạn ơi, chúng ta sẽ có Saturday thứ sáu là Last Twilight, thứ bảy Cherry Magic, chủ nhật Cooking Crush. Ôi lại kiểu như là một cuối tuần BD kiểu full 7 màu HD sắc màu. Trời ơi, thế luôn BD. Cuối tuần BD tràn ra các miền quê nha. Oh my god, that means BD cũng có thể tràn ra thành phố, nhưng ý mình nói BD tràn ra miền quê cho nó gần, cho nó vần thôi, kiểu slogan ấy. Nhưng mà thực sự là kiểu thực ra không phải là do mình bias thay new, mà kiểu nhưng thực sự là bọn nó cực kỳ là kiểu amazing ở đây. Đang nói cho quá. Phải đi xuống office đã. Đã can sản phẩm tua đai quá. Thì sản phẩm mới còn lên. Chú trai cái bộ phải đi cho quá.
màu phim đẹp nha. Để hình ใกล้ ไอ้ ชี้ ยิ่ง น่ารัก กว่า เดิม อีก วันนี้ ต้อง ดี แน่ๆ เลย ได้ อยู่ ใกล้ กับ คน ที่ ชอบ ตั้ง แต่ เช้า ชี้ ไป chatting กัน ต่อ มั้ย Office cái văn phòng. Đây là một cái kiểu văn phòng đúng nghĩa luôn nha, tại vì các bé cũng đúng độ tuổi luôn, 30 tuổi. Và gì nhỉ? Trời ơi. Nói chung là kiểu một thứ mình thấy đều hợp lý, kiểu rất là kiểu nó đang kiểu dội lên cái gì? Dội lên quá mạnh ấy, mình đang không nghĩ được là chúng ta cần phải what? Có chuyện chúng ta biết rồi, hắn đơn giản là Achi chưa có nghĩ, chưa bao giờ quan hệ đến 30 tuổi rồi, thế nên bé có một power, đó là có thể nghe suy nghĩ của người khác. Và thế nên nó biết được là Karan là Tay, nó đang crush mình ấy. Yeah. Và bé cũng có vẻ thích Karan đấy, nhưng mà bé không tin điều đó, tại vì Karan là một kiểu một cái hình tượng của perfect trong công ty, thế nên nó kiểu kiểu yeah. Nó không dám nhưng mà cũng có nhiều bối cảnh Nhật ở đây nha, tức là mình nhìn chung rồi. Ngoài ra ấy, thề luôn, cái production nó rất là kiểu xịn mịn ý, nó rất nhiều cảnh nha, và thề luôn nó rất nhiều bối cảnh mà nó rất đẹp ấy, trông nó rất là kiểu xịn mịn ý. Cả lần là khá, chọc cái này à? Pi hmai chung spec. Spec của mình. Không, nó xịn mịn thật đấy các bạn ạ, chứ không phải là, tức là mình cũng đã xem nhiều cái special à, cái gọi là cái series cái gì nhỉ? Trong mắt đó. Cái series khác của GMTV ấy. Nhưng mình thấy cái này là thực sự là có một sự đầu tư mạnh nha. Không, bối cảnh rất là xin chụp cả. Chụp lên. Nhiều bối cảnh và bối cảnh là cũng rất slay nha. Nhà của nhà của Achi sao ấy, cũng phải cũng trông hơi Nhật nhá. Thế luôn, cảnh xịn lắm ấy. Sao lại đẹp kiểu này? Các bạn thấy không? Rất là xịn mịn luôn. Thực sự God, có gì nữa. Không biết nhưng mà chốt lại là nó đang kiểu bị dồn máu đấy. Nó không cái gì pop. Không thể nhớ một cái gì luôn đấy. Là không thể nhớ là mình đã xem cái gì luôn. Thì biết là nó rất là kiểu amazing ấy. Một sự rất amazing. Chúng ta có chúng có tên đi. Chúng ta có một cặp đôi khá nóng quá. Chúng ta có gì nữa? Chúng ta có tên đi và một số người khác. À, chúng ta có, à, mình không biết là gì nhỉ? Gian He với cả Sinh ấy, có phải yêu nhau không? Đây là hai bé này. Hai bé này yêu nhau ở ngoài sao ấy nhỉ? Gian He với Sinh này. Không biết. Đấy, như thế rồi nhỉ? Ok. À, đây chúng ta còn, ngoài ra chúng ta còn được chiêm ngưỡng giọng hát của giọng hát của Taylor One Real nha, chứ không phải là của Karan đâu. Và may mắn là chúng ta chỉ được nghe. Yeah, thực sự là mình nghĩ là nếu cậu muốn nói là cậu nói luôn là mình thích Achi đi, không cần phải thông qua bài hát đâu. Thật là nói luôn. Và yeah, mình thấy một số người đang đứng dậy đi về đấy. Yeah, đừng hát nữa, hãy tĩnh tâm. Mình với cả là mình thấy Taylor One đây, new thì nó vẫn xinh và trắng và kiểu bông bông và kiểu yeah. Và còn Tay thấy luôn, nhưng mà Tay buồn cười vậy, trưởng một ít.
nó cứ kiểu nghiêm túc, cảm thấy buồn cười lắm luôn đấy, rất buồn cười. Yeah, tại vì mình quen hình tượng kiểu điên rồ của nó rồi. Ok, nhìn chung là không phải là do mình quá thích Thin Nhiêu đâu ấy, là cái production của nó thực sự là xịn mịn thật luôn ấy. Các bạn nhìn cảnh của nó rất là xịn luôn ấy, chứ không phải là, tức là đương nhiên những cảnh hàng ngày đâu, nhưng mà nó rất xịn nha. Mình không biết, mình cảm thấy nó xịn hơn những cái phim khác á của GMM ấy. Yeah, nó cùng tí là những phim khác cùng dòng ấy, nó xịn hơn thực sự. Thế nên là đúng là cái dự án kiểu debut comeback sau rất nhiều năm của Thin Nhiêu nó rất là awesome.